Kính thưa quý vị, mới đây ngày 6 tháng 10, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải bài viết loạn giá xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 với nội dung nhiều phòng khám và bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dịch vụ xét nghiệm kháng thể với các mức chi phí khác nhau. Cùng ngày, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này cùng Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận huyện nhanh chóng kiểm tra, giám sát việc thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở tư nhân đảm bảo đúng quy định pháp luật. Nếu phát hiện sai phạm, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các phòng y tế sẽ phạt theo quy định. Trước đó, ngày 4 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn đề nghị các cơ sở y tế không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích, không cần thiết, gây tốn kém và có thể gây tâm lý chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở tư nhân đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích. Theo đó, văn bản của Bộ Y tế cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thần tốc xét nghiệm trên diện rộng, Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai nhiều phương thức xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu sử dụng xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh kháng nguyên để phát hiện các trường hợp mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã ghi nhận thông tin rằng một số người dân và đơn vị xét nghiệm triển khai xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh để định lượng kháng thể. Bộ Y tế cho biết, hiện Tổ chức Y tế Thế giới chưa đưa ra khuyến cáo về ngưỡng đáp ứng bảo vệ đối với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, xét nghiệm huyết thanh học phát hiện kháng thể không có giá trị với cá nhân người dân trong phòng chống dịch bệnh. Kính thưa quý vị, sau khi thông tin từ phía Bộ Y tế và Sở Y tế đưa ra về xét nghiệm kháng thể, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã tranh luận. Có ý kiến cho rằng người dân có quyền kiểm tra kháng thể để biết chất lượng vaccine cũng như khả năng ngừa bệnh. Trong khi đó, các ý kiến khác cho rằng suy nghĩ đó không đúng về mặt khoa học. Để làm rõ về vấn đề này, chúng tôi xin được kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, xin ông cho biết như thế nào là kháng nguyên và như thế nào là kháng thể và xét nghiệm kháng nguyên kháng thể là gì ạ? Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu như thế nào là khái niệm về kháng nguyên kháng thể và như thế nào là xét nghiệm kháng nguyên kháng thể. Thì kháng nguyên tức là một cái chất gọi là nguồn gốc hay gọi là căn nguyên của cái hiện tượng miễn dịch thì gọi là kháng nguyên. Còn cái chất mà nó là của cơ thể tạo ra để tạo ra miễn dịch thì nó gọi là kháng thể. Như vậy thì khi mà chúng ta bị nhiễm trùng hoặc là chúng ta có tiêm vaccine thì cái con virus đó hay con vi trùng đó vào trong cơ thể nó là nguyên nhân của cái hiện tượng miễn dịch. Thì con virus đó, con vi trùng đó được gọi là kháng nguyên. Và cơ thể chúng ta tạo ra một cái chất, bản chất của nó là một protein. Thì cái chất mà từ trong cơ thể chúng ta tạo ra để chống lại thì nó gọi là kháng thể. Và kháng thể là một thành phần trong cái hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch chúng ta bao gồm hai thứ, tức là miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể. Thì cái miễn dịch do kháng thể tạo ra được gọi là miễn dịch dịch thể. Và khi mà chúng ta làm xét nghiệm thì chúng ta sẽ có cái xét nghiệm, chúng ta nếu tìm cái con virus hoặc là con vi trùng đó, vi khuẩn đó, thì cái xét nghiệm đó nó gọi là xét nghiệm kháng nguyên. Còn nếu mà chúng ta đi tìm cái kháng thể, tức là cái chất mà cơ thể chúng ta tạo ra để chống lại cái con virus hay con vi trùng đó, đó thì cái xét nghiệm đó là xét nghiệm kháng thể. Thì để nói nhắn thêm thôi, khi mà chúng ta đi làm xét nghiệm về để mà chẩn đoán xem người đó có bị nhiễm, hiện đang bị COVID-19 hay không, thì chúng ta phải tìm trong cơ thể chúng ta có cái con virus SARS-CoV-2 hay không. Thì bằng cách là chúng ta tìm cái axit nhân của nó, hay là nó gọi là RNA của con virus đó, hoặc là chúng ta tìm cái bề mặt protein của nó, thì chúng ta còn gọi là test kháng nguyên. Những cái test nhanh của chúng ta thường là test kháng nguyên. Và còn để biết rằng là chúng ta đã từng bị nhiễm hay chưa, thì người ta dùng cái xét nghiệm tìm cái kháng thể, tức là cái đề kháng của cơ thể chống lại cái con virus đó, thì nó gọi là xét nghiệm kháng thể.
Một số người dân đã tìm cách đi xét nghiệm kháng thể vì cho rằng sẽ biết mình có dễ bị lây nhiễm hay không. Từ đó họ biết nên tiêm loại vaccine nào hoặc nên có biện pháp phòng ngừa phù hợp. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ? Và bây giờ thì để xét nghiệm kháng thể thì có thể có nhiều mục đích khác nhau. Thí dụ như xét nghiệm kháng thể để xem là cái loại vaccine đó có tốt nhiều hay tốt ít, thì cái loại xét nghiệm đó không áp dụng cho cá nhân được, là bởi vì chúng ta biết rằng là đối với mỗi người thì có hiện tượng đáp ứng miễn dịch khác nhau, cho nên là nếu bản thân mình xét nghiệm cho bản thân mình thì mình không đánh giá được cái vaccine đó là tốt hay không tốt. Muốn làm vaccine đó tốt hay không tốt thì cần phải có nghiên cứu với cái cỡ mẫu, để cách chọn lựa, để cách xử lý các số liệu phù hợp với giờ là được. Vậy thì câu hỏi thứ hai là nếu tôi làm xét nghiệm kháng thể thì có giúp ích gì cho tôi hay không? Đó là cái câu hỏi thứ hai. Thì tôi xin nói rằng là nó không giúp ích, là bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất, đó là cái xét nghiệm kháng thể thì chỉ là một cái bức tranh không toàn diện của cái sự đề kháng cơ thể. Và thứ hai là giả sử là nó là bức tranh toàn diện đi nữa thì chúng ta cũng không xử lý gì được vượt với nó và gây chúng ta sự lo âu không cần thiết. Thì đầu tiên tôi sẽ nói là tại sao mà mình làm cái xét nghiệm kháng thể thì mình không mô tả được toàn diện cái bức tranh, là bởi vì cái kháng thể đó là một cái protein thôi, nó là cơ thể tạo ra thôi, và cái kháng thể đó nó có quá trình sinh ra rồi có quá trình mất đi. Và nếu mà chúng ta bị nhiễm hoặc là chúng ta tiêm vaccine, sau một thời gian thì cái kháng thể nó giảm dần đi. Chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Và thứ hai nữa là cái kháng thể đó, nó cũng là một phần thôi. Tại vì như lúc nãy tôi có nói đó, miễn dịch của chúng ta nó gồm có miễn dịch của tế bào và miễn dịch dịch thể. Thì miễn dịch dịch thể tức là nó tiêu diệt được con virus khi con virus nó ở ngoài tế bào. Còn miễn dịch tế bào thì nó lại tiêu diệt được con virus ở khi mà con virus nó ở trong tế bào. Cho nên là cái lúc đó có những tế bào là tế bào T, nó tấn công cái tế bào mà chứa con virus. Thì cái hiện tượng mà miễn dịch tế bào nó rất mạnh mẽ, và qua đó nó quyết định chúng ta là có bệnh nặng hay không. Đó. Cho nên là nếu chúng ta là kháng thể thì chúng ta chỉ biết một mặt đó, của cái sự đề kháng của chúng ta mà thôi. Và thứ hai là cái con đó là một con số, nó rất là dao động, nó thay đổi tùy theo các cái lúc chúng ta tiêm chủng loại vaccine này hay là vaccine kia, phụ thuộc theo là cái bản chất của cái loại vaccine đấy. Bởi vì có nhiều loại vaccine là nó tạo ra cái kháng thể chống lại cái protein S, còn có loại thì nó tạo ra kháng thể chống protein S, chống protein N, vân vân. Thế thì chúng ta sẽ không thể nào đánh giá đầy đủ được. Vì vậy thì nhiều người có cái kháng thể thấp nhưng mà người ta vẫn có cái chống lại bệnh tật rất là tốt, đúng không? Chuyện đó rất là khoa học đã thấy rất rõ ràng rồi. Điểm thứ hai là bây giờ hiện nay thì tất cả các quốc gia trên thế giới người ta cũng không khuyến khích, đúng không? Nếu mà vậy thì tôi nói vậy tôi tò mò tôi làm được hay không, thì câu hỏi là các cái tổ, những cái cơ quan mà có thẩm quyền về y tế trên toàn thế giới đó mà tôi biết được á, thí dụ như FDA, CDC của Hoa Kỳ, thì họ cũng không khuyên và khuyên không nên, là không nên đi thử nghiệm. Tại vì sao? Là tại vì hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái tiêm vaccine cho người dân thì không đầy đủ. Cho nên là theo quy định thì nếu chúng ta có giả sử là đúng đi, là chúng ta bị thiếu kháng thể, chúng ta không có đủ kháng thể, thì chúng ta cũng không thể nào tiêm được mũi thứ ba. Bởi vì tiêm mũi thứ ba trong thời điểm hiện nay nó là vi phạm pháp luật. Và giả sử là mình không ngoài vi phạm pháp luật, thì đối với tôi, khi mà người dân, nhiều người lớn tuổi, nhiều người mắc bệnh nền mà vẫn còn không được tiêm vaccine, thì mình đã tiêm được rồi, mình tiêm được 2 mũi rồi, mình lại tiêm mũi 3, mũi 4, thì như vậy nó cũng không phù hợp với cái đạo đức, cái lòng thương người với nhau. Cho nên là khi đó chúng ta không nên xét nghiệm. Và chúng ta xét nghiệm xong rồi mà không đi tiêm được thì chúng ta lại còn lo âu bức rứt. Và như tôi cũng nói là đôi khi kháng thể mình có đủ nhưng mà miễn dịch tế bào mình kém, hoặc là mình phơi nhiễm với cái lượng virus lớn, thì lúc đó chúng ta vẫn bị mắc bệnh như thường. Chứ không phải nói rằng là tôi có kháng thể nhiều thì cái virus nhiều vô cơ thể tôi vẫn chống lại được, không phải. Nếu chúng ta dù kháng thể ít, chúng ta thực hiện giả sử kháng thể ít, giả sử chúng ta miễn dịch ít, nhưng mà chúng ta thực hiện 5K tốt thì cái lượng virus nó vào cơ thể chúng ta rất là thấp, thì lúc đó chúng nó lại tạo ra miễn dịch mạnh hơn
chúng ta lại càng tạo ra được nhiều kháng thể hơn, chúng ta lại không mắc bệnh. Đó thì đó là lý do tại sao tôi khuyên là không nên đi xét nghiệm. Nếu không nên xét nghiệm kháng thể thì sau khi tiêm vaccine hoặc F0 đã âm tính nên có lối sống, sinh hoạt, làm việc, thói quen như thế nào để giảm thiểu rủi ro trước virus SARS-CoV-2 ạ? Tôi trả lời điều này thì vừa theo pháp luật của nhà nước nhưng cũng dựa theo các căn cứ khoa học. Thì cái trong y học á, nó có một cái hiện tượng, nó gọi là trong tiếng Anh là variolation, tức là cái hiện tượng mình gọi là trùng đầu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày xưa bệnh đầu mùa lúc mà người ta chưa có vaccine thì người ta tạo ra, người ta dùng một cái lượng rất rất nhỏ của cái vảy đậu mùa để cho một cái người nào hít vào để làm gì, để là lần sau người ta có cái miễn dịch và lần sau không bị đậu mùa nữa. Đó là cái thực hành. Và nếu anh chị đọc sách trong lịch sử của Hoa Kỳ đó, thì cái ông Washington, tức là ông lúc đó là ông lãnh đạo cái cuộc kháng chiến của người Hoa Kỳ chống lại người Anh, thì ông dùng cái hiện tượng đó. Cái hiện tượng đó thì không chỉ là trong Hoa Kỳ đâu, ở nhiều quốc gia khác nhau. Tôi nói lại thôi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà chúng ta phơi nhiễm với cái số lượng virus cực cực kỳ ít đó, thì chúng ta tạo ra kháng thể chống lại nó. Còn nếu chúng ta có một cái lượng virus rất nhiều thì chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Và lúc mà chúng ta rất nhiều thì dù là chúng ta có kháng thể nhiều đi nữa thì chúng ta vẫn bị mắc bệnh như được. Chúng ta biết rồi, nếu chúng ta có chích ngừa dịch tả nhưng mà chúng ta bị ăn uống rất không vệ sinh, chúng ta chắc chắn là bị dịch tả. Vậy thì quay trở lại, thì chúng ta, cái việc mà chúng ta sống trong thời điểm hiện nay đó, thì luôn luôn là có một cái lượng virus nó lưu hành nhất định ở trong cộng đồng. Thì nếu chúng ta tiêm ngừa rồi thì chúng ta sẽ có cái điểm may mắn như sau. Thứ nhất đó, là nếu mà chúng ta phơi nhiễm mức độ vừa phải thì chúng ta sẽ cũng không bao giờ chúng ta bị nhiễm bệnh nặng hoặc là chúng ta tử vong, không bao giờ nếu chúng ta nhiễm vừa. Nếu chúng ta nhiễm nhẹ thêm một chút thì chúng ta sẽ kích thích cơ thể tạo thêm kháng thể và qua đó đó chúng ta lại chống lại con virus tốt hơn. Và cá nhân tôi, đây là nó thật đó, là tôi cũng mong rằng là có một cái lượng virus cực cực nhỏ vào cơ thể của tôi để nó làm gì, để nó cùng với vaccine nó làm cho tôi tạo ra kháng thể nhiều hơn nữa. Đó. Thì quay trở lại, vậy thì nếu chúng ta làm gì vừa tốt cho mình mà lại vừa tốt cho xã hội, tốt cho những người xung quanh, thì chúng ta nên thực hành 5K. Thực hành 5K nó không loại bỏ hoàn toàn các con virus, nhưng mà nó sẽ không có một lượng virus lớn, cho nên là khi đó chúng ta sẽ lỡ chúng ta không bị chích ngừa thì chúng ta vẫn có khả năng là chúng ta bị nhẹ. Và nếu mà chúng ta đã chích ngừa rồi thì cái lượng cái lượng virus nó xâm nhập vào cơ thể nó kích thích chúng ta tạo ra kháng thể mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn chống lại cái con virus đó, và đồng thời thì giúp chúng ta lại không trở thành nguồn lây cho những người khác hoặc người khác không trở thành nguồn lây cho mình. Tóm lại, tôi nghĩ rằng là nếu tiêm chủng không mà chúng ta vẫn bỏ không thực hành 5K thì lúc đó cái nguy cơ mắc bệnh chúng ta rất là cao. Nhưng nếu chúng ta tiêm chủng chích ngừa rồi, sau đó chúng ta thực hành 5K thì chúng ta sẽ bảo vệ cho chúng ta sẽ giúp cho cái miễn dịch chúng ta nhiều hơn. Và chúng ta sẽ bảo vệ cho cả cộng đồng. Thì có thêm một cái tác giả tôi nói thêm, thì nếu mà ai quan tâm về khoa học thì biết ông Colin, ông là giáo sư của trường y tế công cộng của Hồng Kông. Thì ông đưa ra một giả định thuyết như vậy. Giả thuyết là khi mà với các loại vaccine hiện nay đó, thì không có vaccine nào có hiệu lực rất là mạnh. Tức là vaccine thì cái hiệu lực thì khoảng là từ 60-70-80% mà thôi, mà sau nó giảm dần. Cho nên là nếu sử dụng vaccine thì mình không bao giờ có được cái miễn dịch đầy đủ chống lại COVID. Ông nói rằng là muốn cho có miễn dịch chống COVID á, thì chúng ta phải trong cái xã hội chúng ta phải có lưu hành cái virus. Và khi mà chúng ta có lưu hành virus thì nó kích hoạt làm cho cái miễn dịch chúng ta mạnh hơn. Qua đó chúng ta mới có cái miễn dịch quần thể và chúng ta mới tương lai chúng ta mới tiêu diệt được cái loại virus đó. Ở góc độ nghiên cứu vaccine, dịch tễ và y học nói chung, thì ông nghĩ xét nghiệm kháng thể sẽ có vai trò như thế nào trong thời gian tới để phục vụ mục đích thấu hiểu và chế ngự virus SARS-CoV-2? Và để đạt được mục đích đó, thì phương pháp tiến hành xét nghiệm kháng thể như thế nào cho phù hợp ạ? Rồi, xét nghiệm kháng thể thì rất có giá trị, phải không? Giá trị ở chỗ điểm gì? Đầu tiên, nó cho biết là từng loại vaccine
cái kháng thể cao nhất bao nhiêu và tới khoảng thời gian nào thì kháng thể nó giảm, sụt giảm quay trở lại. Đó, cho nên là người ta vẫn đi nghiên cứu về cái hiện tượng kháng thể. Thứ hai là người ta cũng nghiên cứu kháng thể để người ta biết rằng là nếu các biến chủng mới ra đời thì cái kháng thể đó có chống lại những biến chủng mới được hay không. Nhưng mà lúc đó đó thì mình phải nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn đó, để chúng ta mới biết con số đó là nó không bị ảnh hưởng từng cá nhân. Chúng ta phải nghiên cứu trên đa dạng các cái người dân khác nhau đó. Và chúng ta phải thu thập những thông tin về đặc tính của người dân, thí dụ như là nam hay là nữ, thí dụ như là có béo phì không béo phì, có bị đái tháo đường không đái tháo đường, để xem rằng à vậy thì cái kháng thể này bị ảnh hưởng bởi yếu tố gì, chứ không chỉ bởi vì yếu rằng là à nó giảm là giảm. Cho nên là mình phải có cái phương pháp, nó phải có một cái thiết kế nghiên cứu rõ ràng thì chúng ta mới biết được rằng là kháng cái nghiên cứu nó có lợi dụng, có ứng dụng hay không. Ngoài ra thì người ta cũng nghiên cứu cái kháng thể để ta xem, ví dụ người ta lấy kháng thể đó ra để xem thử nghiệm trên loại virus, ví dụ như là cái chủng Vũ Hán, chủng Alpha, chủng Beta của Nam Phi, chủng Gamma của Brazil hoặc là chủng Delta. Người ta thử, à vậy thì cái chủng đó, cái kháng thể đó nó tiêu diệt được những loại chủng gì. Và những cái chủng mới thì người ta sẽ xem, nếu có chủng mới ra đời, nó sẽ phân tích lại được. Còn thông thường á, thì chúng ta sẽ không đánh giá đầy đủ như vậy. Và trên cá nhân thì con số này chúng ta sẽ không ước lượng được, không hiểu được là tại sao nó tăng, nó giảm. Phải làm nghiên cứu khoa học thì chúng ta sẽ có được những con số này và nó có ứng dụng. Để chúng ta biết là khi nào trong quần thể lớn chúng ta cần tiêm chủng trở lại. Và người ta cũng nghiên cứu thêm là à vậy thì những người bị bệnh nặng thì cái mức độ kháng thể đó và cái mức độ miễn dịch tế bào nó như thế nào mới là phù hợp, thì nó phải nằm trong cái bối cảnh rất rất là lớn. Còn con số của chúng ta thì nó nhỏ và đối với người bình thường thì nó rất là gây nhầm lẫn và không ích lợi gì. Cho nên cá nhân tôi thì tôi chưa bao giờ làm xét nghiệm kháng thể và tôi cũng không, tôi dự định là sẽ không bao giờ làm xét nghiệm kháng thể với cái COVID-19. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, hy vọng những thông tin vừa rồi đã phần nào giúp quý vị an tâm hơn đối với quy định không xét nghiệm kháng thể một cách sai mục đích mà ngành y tế quy định. Đồng thời, quý vị cũng có thêm thông tin về việc thay đổi thói quen, cách sinh hoạt và làm việc để có thể thích nghi an toàn với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, chuyên mục nhận định đến đây là kết thúc. Tiếp theo là chuyên mục Sống vui khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi.